Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà đẹp An Hao. Và trong video ngày hôm nay thì nhà đẹp An Hao xin chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng với kích thước đất là 4 x 12m các bạn nhé. Đây là hồ sơ của bạn Trần Thị Nga ở Đông Anh, Hà Nội. Mình đã làm xong hồ sơ và chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn nếu như các bạn thấy cái mẫu này nó phù hợp với diện tích đất nhà các bạn thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Bên mình sẽ để lại cho các bạn với cái chi phí rất hợp lý các bạn nhé. Đây là mặt tiền của ngôi nhà, phối cảnh bên ngoài là của ngôi nhà này. Thì hồ sơ bên mình thì đầy đủ gồm có kiến trúc, kết cấu, điện nước và cả phần phối cảnh 3D, phim 3D để cho các bạn hình dung được tất cả ngôi nhà của các bạn khi thi công từ trong thiết kế ra ngoài thực tế nó như thế nào, để các bạn có thể hình dung trước được. Và muốn điều chỉnh thì chúng ta sẽ điều chỉnh luôn trong quá trình thiết kế để tránh trường hợp chúng ta phải sửa chữa đập phá, nó gây tốn kém chi phí và quan trọng nữa là cái phần mất thời gian các bạn nhé. Đó thì như các bạn, đây là mẫu nhà này là theo các phong cách hiện đại các bạn nhé. Với diện tích đất là 4 x 12m thì công năng sử dụng của ngôi nhà này thì nó gồm có tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và một khu vệ sinh và một khu giặt. Nhu cầu nhà này thì chỉ có 2 phòng ngủ thôi, nên là chúng ta sẽ đẩy lên tầng trên. Ưu tiên ở phía dưới là chúng ta có phòng khách và phòng bếp ăn để ngôi nhà chúng ta rất là rộng rãi và thoáng. Đó. Lên đây thì hồ sơ mình thì cứ có phần mặt bằng 2D thì sẽ có mặt bằng 3D để cho các bạn dễ hình dung được trong quá trình làm và các bác thợ cũng dễ hình dung hơn. Thì hồ sơ mình thì làm cho các gửi cho các bác thợ thì các bác thợ rất là dễ đọc và rất là dễ hiểu. Thậm chí chủ nhà không hiểu gì về kiến trúc xây dựng thì vẫn có thể nhìn được, hình dung được ngôi nhà mình như thế nào. Đó. Có hai phần hướng 3D bên trái và bên phải để các bạn dễ hình dung hơn. Đó. Đây là bằng tầng 2. Tầng 2 chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ phía trên này và một khu vệ sinh ở giữa. Cầu thang ở phía sau cùng cộng với giếng trời rất là rộng để chúng ta lấy ánh sáng và thông gió cho ngôi nhà từ phía sau. Phòng ngủ của này thì có ánh sáng từ cửa sổ mở ra và phòng ngủ phía trước thì chúng ta sẽ có ban công và lấy ánh sáng thông gió ở phía trước này. Đó. Giờ đây như các bạn 3D để các bạn hình dung rõ hơn. Đó. Thì sau này nhu cầu như gia đình là cũng muốn lên tầng trên nữa để có thể là làm thêm phòng ngủ và phòng thờ phía trên. Thì đấy là về tương lai thì mình sẽ đã dự trù trước phần đó lên tầng trên rồi. Đó. Thì lên trên tầng sân thượng đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái khu giặt. Nếu như các bạn không muốn để tầng 1 thì chúng ta có thể để lên tầng 3. Đấy, thì chúng ta để trên này và chúng ta sẽ có một cái khu vực gọi là tầng tum ấy để chúng ta để máy giặt và phơi đồ trong này luôn các bạn nhé. Cái việc phơi đồ trong khu trong này không phải phơi phía ngoài là rất là tiện, vì là thời buổi này thì giặt nó vắt rất là khô rồi, chúng ta chỉ cần phơi ở trong này thì nó đã đủ khô rồi, không cần đưa ra ngoài. Trên này ánh sáng và thông gió rất là nhiều nên là chúng ta không cần phải lo cái việc là cất quần áo khi trời mưa. Đó. Lên tầng trên chúng ta tầng tum đây. Tầng tum thì chúng ta sẽ có một khu sân rất là rộng và khu giàn hoa. Đó. Trên thì chúng ta để hệ thống năng lượng mặt trời và két nước ở phía trên, cộng với cái hệ kính lấy ánh sáng và thông gió. Đó. Thế đây là hồ sơ bên mình, gồm rất là đầy đủ phần diện tích lát gạch bao nhiêu. Đó. Gạch bó chân tường. Đó. Thống kê gạch vật tư của các tầng. Đó. Hồ sơ mình làm rất là đầy đủ các bạn, nên các bạn chỉ việc cầm hồ sơ và làm theo thôi thì nó sẽ đúng theo cái hồ sơ thiết kế ban đầu. Đó, tránh sửa chữa đục phá rất là mất thời gian của các bạn. Đây phần mặt cắt thì mặt cắt chúng ta sẽ có nguồn của 3D cho các bạn dễ hình dung. Đó. Bác thợ thì đọc cái này, nhìn cái này hiểu ngay thôi, không cần phải giải thích nhiều. Và có cần giải thích gì thì cứ liên hệ với bên mình, thì bên mình hỗ trợ 24/7 lúc nào cũng hỗ trợ các bạn. Đây là hồ sơ nó rất là rõ ràng, rất là dễ hình dung. Đấy, đây là phần cửa các bạn nhé. Thì ngoài ra còn phần kết cấu và điện nước nữa. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ hồ sơ như vậy. Nếu như bạn, nếu như các bạn cần nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình, mình sẽ chia sẻ cho các bạn với cái hồ sơ với cái chi phí rất là hợp lý các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.